Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có hai con là S22 cộng và cái con LG V60. Thì thấy các giang hồ mạng bảo là cái dòng Samsung bây giờ ấy, là để pin chờ qua đêm rất là tốt, gần như là không tụt phần trăm nào. Thì nay sẽ thử test cho các bác biết xem là liệu là cái con Samsung này nó có tụt không nhé, và so sánh với con V60 luôn. Trước đây thì em cũng có làm cho con V60 rồi, thì bây giờ tiện vài máy thì em làm cùng lúc nữa nhé. Thì cái pin của hai con này đang như thế nào, thì nếu như mà chấm bằng cái app đây, app thần thánh mà anh em hay dùng đây, em như em có cả cả hai app ở trên hai máy thì phải. Nếu con này còn dùng không, ôi như con này mất rồi, chán quá nhỉ. Ồ, mất rồi. Thì trên con V60 em không có cài nữa nhé. Em hồi xưa có cài nhưng mà mất rồi. Nhưng mà theo cái phần mềm ấy, hồi xưa ấy, là trên cái con V60 này này, là cái hiệu suất pin này này, là nó chỉ còn khoảng là 92% thôi. Cái con V60 của em ấy, tại em dùng V60 rất là lâu rồi, còn 92% thôi. Còn con S22 này này thì là cái con mà em mới dùng và mới lấy luôn, mà em mới bóc siêu luôn đấy các bác. Thì bây giờ pin của nó còn là 98% nhé, cũng như là theo phần mềm này thôi, còn các bác có tin hay không thì tùy đấy. Còn ở trên hai máy ấy, thì em đã để chế độ máy bay hết rồi nhé. Đấy, các bác thấy này, để chế độ máy bay này, và hai con đều để như thế. Cái clip nó sẽ đang hơi rung rung tại vì em đang cầm một tay và em quay bằng con iPad. iPad thì nó chụp không kém lắm, tại vì cũng không có thiết bị gì quay ở đây. Thì tắt mạng này, tắt sim rồi nhé, và tắt mạng rồi nhé, mạng cái thứ là tắt hết rồi, còn lại thì tắt hết rồi nhé, và cũng đã tắt cả on way delay rồi. Đây các bác có thể thấy là on way delay cũng tắt rồi nhé. Đấy, trên con S22 này cũng tắt luôn on way delay rồi. Đây đấy, on way delay cũng tắt rồi nhé. Đấy, và em sẽ xóa luôn cái ứng dụng chạy nền đi. Đấy, trên con V60 cũng xóa luôn. Rồi, sẽ là xóa rác luôn. Xóa rác luôn. Không trúng à. Rồi, xóa rác con này nhá các bác. Thì đấy, bây giờ là hai con này nó sẽ là không kết nối mạng một tí nào, không dùng sim luôn, không dùng on way delay luôn, có nghĩa là nó chỉ đơn thuần là cái việc mà pin chờ thôi, để em xem là sáng mai nó sẽ còn bao nhiêu phần trăm. Thì bây giờ là tầm 9 rưỡi, 9 giờ 26 phút. Đấy. Thì trên cái con V60 này, cái mức pin của nó là 84% này. Đấy, và cái trên con S22 nó là 80, à quên, 93%. Đấy, em viết đây cho nó dễ nhớ, không mai lại quên. Đấy, thì em sẽ tắt hai con này đi, tắt màn hình hai con này đi, và đợi đến khoảng tầm 9 giờ, à quên, tầm 7 giờ sáng mai xem là hai con nó tụt như nào nhé. Rồi, các bác đợi đến 7 giờ sáng mai nhé. Tắt này, tắt này. Đấy, không có nó delay gì hết nhé. Ok các bác. Rồi. Rồi các bác, thì đã tới 7 giờ rồi đây. Em sẽ xem là nó đang như nào nhé. Đây. Thì đây các bác, từ 9 giờ mở lên. Từ 9 giờ rưỡi hôm qua, em nhớ không nhầm là như thế, đến hôm nay là 7 giờ nhé, đang 7 giờ này. Thì nó phải được tầm khoảng 10 tiếng đấy các bác. Thì con này, con S22 cộng này, nó từ 93% xuống đến 89. 89. Còn con V60 có từ 84 xuống 83 thôi. Đấy, thế là con này sẽ mất 1%. Đấy, còn con này, con S22 này sẽ mất 4%. Đấy, các thấy không? Thì đây nhá, cái con S22 cộng này là cái máy mà em mua mới luôn, có nghĩa là mới, gần như mới 100% pin, 98% theo cái phần mềm quốc dân kia. Còn con V60 này là con đã dùng rất là lâu rồi, nó phải được ra đời lâu rồi, và em có dùng nó tầm 6 tháng này rồi, pin nó chỉ còn khoảng 90-92% thôi. Nhưng mà cái thời gian chờ của nó này, đó thấy đấy. Nếu mà không dùng bất kỳ một cái gì, có nghĩa chỉ để chờ thôi, pin chờ thôi, thì con này nó chỉ mất có 1%, còn con này mất những 4%. Vậy thì cái thông tin ấy mà anh em bảo là bên Samsung bây giờ là pin chờ nó gần như không mất phần trăm nào,
thì em lại kiểm chứng nhớ các bác nhé. Đấy, và nếu mà tối nay em có thời gian nữa ấy, thì em sẽ để là cái on-way delay không ấy. Tại vì nhiều anh em cũng rất là hiểu lầm về cái on-way delay là cái màn hình chờ mà nó sáng khi mà tắt màn hình ấy. Thì tối nay nếu mà rảnh nữa, em sẽ thử cái việc mà chỉ để on-way delay thôi nhé, xem nó thế nào. Còn về trong 10 trước đây em cũng có test rồi đấy, nhưng mà các bác có thể xem lại cái clip. Nhưng mà thực tế bây giờ là ở cái chế độ mà không dùng cái gì chứ, không dùng bất kỳ một cái gì nhá, không dùng mạng, không dùng sim, không dùng cái gì cả, chỉ mỗi là pin chờ thôi. Mà con này pin mới như thế mà pin đã mất 4% rồi đấy. Cho nên là không biết giang hồ mạng đồn bảo là Samsung giờ để qua đêm không mất phần trăm nào, thì em thấy là nó cũng đang hơi sai sai. Có thể là may của bác ấy là máy xịn, máy đẻo thì không biết được. Rồi ok. Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm qua em đã test cho các bác biết được là cái pin chờ khi mà không dùng một cái gì trên hai con này nó như nào nhé. Thì con V60 nó ngon hơn. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục test và xem là cái thời gian mà on-way delay, nghĩa là cái màn hình mà nó có cái đồng hồ khi mà tắt màn hình ấy, để xem là cái bên nào sẽ ngon hơn nhé. Trước tiên này cũng tắt hết các kết nối này. Hôm nay em sẽ làm sớm hơn, tại vì hôm trước thì làm từ 21 giờ đến 7 giờ thì tầm 10 tiếng, thì nay làm từ 20 giờ thì sẽ tầm khoảng 11 tiếng. Đấy, thì em đã tắt cái đây nha, tắt cái mạng hết đi nha, tắt hết các kết nối. Đấy, xóa hết ứng dụng này và xóa rác này. Đấy, và sẽ vào cái phần cài đặt và bật cái mỗi chỉ bật mỗi một cái on-way delay thôi nhá. Đâu nhỉ, quên rồi. À đây. Đấy, em bật lên rồi này, và sẽ tắt cả này đi nha. Và sẽ là không luôn hiển thị này. Đấy, để cái on-way delay này luôn hiển thị nhé, chứ không không có nào tắt. Đấy, rồi ok. Đấy, và cái bên con V60 này em cũng thế, cũng đây các bác nhìn thấy này, tắt hết các kết nối rồi nhé, em để chỗ máy bay hết rồi, hai con đều để chỗ máy bay. Và cái con V60 này em cũng sẽ bật on-way delay lên đây đây nhé, bật lên rồi nhé, và cũng sẽ để nó luôn hiển thị đấy, không để cho nó tự động tắt đâu nhá, các bác nhìn đó rồi nhá. Đấy, ok, xóa cái này đi và cũng xóa rác luôn, xóa lại cái này. Rồi, ok rồi, xóa rác rồi, ok nhé các bác. Thì bây giờ nó là bên con hai con, ui hai con đều 79% luôn các bạn, 9%, con này cũng 79 luôn, cái này là hết rồi nhé, cái này là xong rồi. Đấy, hai con đều 79%, các bác có thể nhìn lại 79% luôn, xem là con nào thắng nhé. Rồi bắt đi, tắt đi. Đấy, hai con này đang hơi, thời gian hơi khác nhau tí, tại vì cái con V60 này này em không, mấy ngày này em không bật mạng nó lên mà, cho nên là nó đang hơi sai giờ, nhưng mà nói chung là cũng ok. Đấy, các bác có thể thấy nhé, hai con đều 79%. Để xem đến cùng một cái điều kiện như này, để xem đến sáng mai 7 giờ thì nó sẽ như thế nào nhé. Ok, chờ sáng mai. Rồi ok các bác, thì vừa rồi em quay ấy, nhưng mà hình như em chưa bấm nút quay sao các bạn cho nên là quay một thôi một hồi xong là nhìn lại thì không thấy kia clip đâu các bạn thấy buồn cười. Thì cái vừa rồi em đã quay em viết ở đây rồi này đấy, nhưng mà vừa rồi là xem lại clip thì không thấy đâu, thì hóa ra là mình chưa bấm nút quay các bạn, thế nên phải quay lại đấy. Thì đây, hôm nay em đã dậy sớm hơn, là từ 6:30, tầm 6:30. Thì hôm qua cũng làm khá là sớm, tầm 20 giờ hơn gì đấy, thì nó cũng tầm khoảng từ 10 đến 10 tiếng rưỡi. Nó cũng xem cái thời gian test của cái lần trước ấy, cái lần mà không dùng chức năng gì ấy. Đấy, thì các bác có thể thấy này, em cũng đã viết đây rồi, cái clip em quay mà em quên không bấm. Đấy, thì cái con S22 này nó đã tụt từ 79 xuống 69 này, đây vẫn còn đây mà. Đấy, thì nó đã tụt 10%. Còn con V60 ấy, nó tụt từ 79 xuống đến 71 là 8% đấy nhá. Thì ở cái việc mà test chỉ có cái độ hiển thị cái on-way delay này này, thì là con S2 nó cũng tụt nhiều hơn, con V60 nó tụt ít hơn. Cũng có thể là con V60 pin nó ngon hơn, tại vì pin nó là 5.000 mà các bác, con này con S2 như 4.300 em không nhớ luôn đấy, không nhớ, không quan tâm nó là pin bao nhiêu. Nhưng mà con V60 em dùng lâu hơn thì em biết nó là pin 5.000 đấy. Thì đấy, cái việc mà các bác bảo là Samsung bây giờ để qua đêm chờ
nó cũng gần như không tụt phần trăm nào hoặc là tụt 1-2% thôi, thì em thấy cái điều đấy là có lẽ là pin của bác nó phải là 100% hoặc là máy các bác như nào đấy nó cực xịn thì nó mới không tụt thôi. Chứ còn đây máy của em đây, con S2 này các bác có thể xem được là cái clip bóc hộp nó mới đây thôi, nó chỉ cách đây tầm tháng thôi đấy, và pin nó còn 98% đấy, và nói chung là pin con này còn mới nhé. Còn con V60 các bác cũng biết thì nó ra đời lâu rồi, em dùng cũng lâu rồi, nhưng mà pin nó vẫn còn tốt hơn là pin của con S2 cộng này, và trong quá trình sử dụng hàng ngày cũng thế thôi, pin con V60 này tốt hơn nhiều so với con S2 cộng này. Con S2 cộng này em không thể dùng dù dùng trong một ngày làm việc, thì có nghĩa là khi mà em đi làm việc từ 8 giờ sáng đến đến 17 giờ tối là em không không đủ luôn nhé các bác, nó không đáp ứng được. Cũng đương nhiên đó là cái nhu cầu làm việc hay là nhu cầu sử dụng của mỗi người nó khác nhau, nhưng mà như hàng ngày em dùng con V60 này thì con V60 này quá dư sức luôn, về đến nhà vẫn còn tầm khoảng 20-30%, nhưng mà con này thì đã phải sạc từ lúc chiều rồi, tầm khoảng 3-4 giờ chiều đã phải đi sạc rồi. Chung lại đương nhiên là cường độ làm việc trên điện thoại em nó rất là nhiều, và các bạn thấy rồi, mỗi người dùng một cái chức năng rồi cái tác vụ khác nhau. Nhiều người bảo chứ dư sức là dùng 2 ngày, 2 ngày dư sức dùng 3 ngày, thì cái đấy là cái khái niệm nó rất là buồn cười, rất là sai lầm nhé. Điện thoại ấy, không thể nói là dùng 2 ngày thoải mái được, thế là dưới trừ khi các bác ngồi xem chắc chỉ xem giờ thôi, chứ còn như đối với em nhé, em dùng điện thoại nhé. Tại vì công việc nó cũng chủ yếu trên điện thoại mà đấy, cho nên là dùng ấy, với con V60 này em dùng nghĩa từ 8 giờ sáng đến đến khoảng 17 18 giờ tối ấy, thì là nó vẫn còn ok, nó dùng được đấy, không phải sạc. Nhưng mà con có nghĩa là cái thời gian on way của nó, thời gian on của nó sẽ tầm khoảng 7 đến 8 tiếng là ok, là vẫn làm đồ bình thường nhé. Đương nhiên không ai dùng điện thoại 24 trên 24 được. Còn con này thì cũng dùng như thế thôi, nhưng không đủ, tầm khoảng đến 15 16 giờ là đã phải đi sạc rồi, nó còn khoảng tầm 10% rồi. 15 hoặc 10% rồi phải đi sạc rồi. Nói chung là con S2 này pin thì nó kém hơn con này, chắc chắn điều đấy. Con V60 pin thì vẫn là tốt lắm. Đây, và em cũng đã test cho các bác rồi nhá. Đấy, và để khẳng định lại cho các bác nữa là dòng Samsung bây giờ nó cũng như mọi loại Android khác thôi, nó vẫn cái thời gian pin chở nó vẫn không ổn mấy đâu, thật sự là thế. Còn bên iPhone ấy, thì đấy các bác bảo là nó cũng gần như không tụt hoặc là chỉ có tụt 1-2% thôi, thì em khi nào mà em có mượn được cái con máy nào của iPhone ấy, thì em sẽ test cho bác xem, tại vì em không dùng iPhone mà, cho nên là không 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 thể chém gió cho bác được. Nhưng mà em thì đang dùng con S2 cộng này và em đã test cho bác biết rồi nhé, thì em nghĩ là những anh em nào mà quá cái sùng tín pin ấy, quá là cuồng cuồng pin ấy, chung suốt ngày chỉ xem là pin nó như thế nào, pin nó có tụt hay không ấy, thì em nghĩ là cũng bớt bớt đi, thời đại nào rồi còn cuồng pin như thế. Điện thoại nó phục vụ mình chứ đâu phải mình phục vụ nó đâu, mà suốt ngày khổ sở vì nó đấy. Hết pin thì sạc lúc nào, nếu mà không tiện thì mua cái cục sạc dự phòng ấy, để trong túi ấy, để trong cặp ấy, nào hết thì mang ra cắm sạc thế thôi. Chứ còn dùng tẹt đi, nó phục vụ mình mà, công việc như nào phải dùng thì dùng tẹt đi, dùng hết thì sạc, chứ có suốt ngày sợ nó hết pin không dám dùng, chịu luôn. Chứ đây chỉ là công cụ để mình làm việc, để mình kiếm tiền hoặc là mình làm gì đó giải trí, thì cứ dùng tẹt đi nha các bác, đừng quan tâm đến pin làm gì. Pin thì đương nhiên là càng trâu càng tốt, nhưng mà không vì thế mà suốt ngày chỉ sợ nó hết pin rồi không dám dùng. Nói chung là đấy, thì em cũng đã test rồi, lại nói hơi dài dòng, test rồi là dòng Samsung không phải như đồn đâu, không phải là chỉ qua đêm gì chờ 1% thôi. Còn nếu mà thánh nào mà vẫn còn cuồng loạn hoặc là bảo là em test gian dối hay là gì đấy thì em chịu nhá, cái chuyện đấy thì em bó tay không nói được gì. Đấy, ok, thì em đã test hai cái lần cho bác có xem rồi đấy. Em cũng không muốn test cái việc là để mạng nữa nhé, không em cũng muốn test cái để mạng, tại vì khi mà để mạng ấy, là mỗi người sẽ dùng những cái ứng dụng khác nhau các bác, mỗi người dùng ứng dụng này dùng ứng dụng kia thì chịu đấy, không 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 biết được. Thì khi mà dùng mạng lên ấy, nó sẽ kết nối rất nhiều các ứng dụng, rồi nó chạy ngầm, rồi nó giao lưu đồng bộ các thứ, nó mỗi máy nó sẽ một khác nhau, cho nên là không 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 phản ánh được thực tế. Thì phản ánh thực tế nhất đó là cái việc mà không dùng mạng và chỉ có mỗi duy nhất là pin chờ không thôi, không dùng gì hết, như cái test lần đầu ấy. Hoặc lần thứ hai này là test cái con quay để cho các bác biết thêm là cái con quay nó có tốn pin nhé, nó không phải là chỉ tốn 1-2% đâu đấy. Cho nên là các bác thôi
về pin thì bớt bớt cuồng loạn lên là được, cho anh em nó đỡ cãi nhau. Rồi ok nhé, chào các bác.